của kênh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta con số may mắn 1717 là một thông điệp tâm linh từ các thiên thần của bạn để nhắc nhở bạn rằng đã đến lúc bạn phải độc lập chắc chắn dựa vào người khác là điều tốt nhưng bạn cần nỗ lực độc lập của mình ngay tại đây ngay bây giờ bạn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Cho dù bạn đã mắc bao nhiêu lỗi trong quá khứ không quan trọng, bạn cũng có quyền có những khởi đầu mới. Con số may mắn 1717 cũng là các thiên thần của bạn khuyến khích bạn chấp nhận rủi ro và đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Họ biết bạn là một người có kinh nghiệm và họ muốn bạn chia sẻ kiến thức và sự tích cực của mình với những người cần nó nhất. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao con số 1717 luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi hay không? Sau đây là những thông điệp từ con số may mắn 1717 từ thiên thần hộ mệnh của bạn. Các bạn hãy lắng nghe, cởi mở trái tim mình và đón nhận những thông điệp dành cho các bạn. Điều thứ nhất, hãy độc lập. Các thiên thần biết rằng bạn đã phụ thuộc vào nhiều người từ lâu. Vì vậy, họ đang thúc đẩy bạn trở thành một người độc lập. Có thể bạn thiếu động lực để làm mọi việc theo ý mình. Bạn có thể miễn cưỡng đưa ra lựa chọn hoặc quyết định của riêng mình. Thông qua con số 1717, các thiên thần của bạn đang gửi đến bạn sức mạnh và sự quyết tâm mà bạn cần. Họ biết rằng sự độc lập có thể hơi đáng sợ đối với bạn, nhưng họ ở đây để giúp bạn thành công. Điều thứ hai, bạn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Nếu bạn thường xuyên nhìn thấy 1717, Điều đó có nghĩa là các thiên thần của bạn muốn bạn ngừng buồn bã về quá khứ của mình. Thay vào đó, họ muốn cho bạn biết rằng bạn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Hãy chú ý những gì các thiên thần của bạn đang cố gắng nói với bạn. Đã đến lúc bạn phải tiếp tục và nắm bắt những cơ hội ở phía trước của mình. Điều thứ ba, chấp nhận rủi ro. Con số may mắn 1717 là hiện thân của những khởi đầu mới mẻ. Nhưng để điều này xảy ra, bạn cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và chấp nhận một số rủi ro. Có rất nhiều cơ hội đang chờ bạn. Đó là lý do tại sao các thiên thần của bạn luôn gửi đến bạn con số 1717 mọi lúc họ có thể. Hãy nhớ rằng, các thiên thần của bạn ở đây để giúp bạn thực hiện ước nguyện của bạn thành sự thật. Điều thứ tư, đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. Các thiên thần của bạn đang gửi cho bạn con số may mắn 1717 để mang đến cho bạn sự hỗ trợ và động viên mà bạn cần họ biết rằng thật khó để đối phó với những bất an lo lắng nhưng đồng thời họ muốn bạn biết rằng bạn có những gì cần thiết để vượt qua mọi nỗi sợ hãi hãy dành thời gian để nhìn lại bản thân mình thừa nhận những điều đang kìm hãm bạn sẽ giúp bạn trang bị tốt hơn để đối mặt với tương lai của mình điều thứ năm chia sẻ sự tích cực của bạn với những người khác có thể bạn đã chú ý đến tiếng gọi của các thiên thần của mình bạn đã chấp nhận rủi ro và đối mặt với nỗi sợ hãi của mình kết quả là bạn đã trở thành một người độc lập và có cơ hội thứ hai trong đời tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn nên dừng lại những gì bạn đang làm trên thực tế thiên thần của bạn muốn bạn truyền bá những điều tốt đẹp mà bạn đã học được trong suốt chặng đường các thiên thần của bạn biết rằng bạn có sức mạnh và sự khôn ngoan để lan tỏa tích cực cho những người xung quanh. Vì vậy, họ muốn bạn tiếp tục chia sẻ kiến thức và sự tích cực của mình vì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người xung quanh bạn. Khi nói đến tình yêu, con số may mắn 1717 mang đến những thông điệp sau. Nếu bạn độc thân, các thiên thần của bạn đang cho bạn thấy bạn là một người tuyệt vời, đáng yêu. Bạn có thể đang từ bỏ tình yêu vì nỗi đau mà bạn đã trải qua trong quá khứ của mình. Cái thiên thần của bạn muốn bạn biết rằng điều này không nên xảy ra bạn xứng đáng có cơ hội thứ hai đặc biệt là khi nói đến tình yêu họ đang nói với bạn rằng bạn không nên ngại mở lòng vì vậy hãy phá bỏ những bức tường của bạn và tiến lên hãy yêu thương hãy nhớ rằng nếu bạn không mở rộng trái tim và cả tâm trí bạn sẽ không thể trải nghiệm niềm hạnh phúc khi tìm thấy tri kỷ của mình còn nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ Người ấy của bạn có thể có một số điều kỳ quặc mà bạn đã chọn để bỏ qua trong thời gian khá dài. Mặc dù chúng tương đối nhỏ, nhưng chúng có thể nổi lên. Đặc biệt, nếu bạn tiếp tục coi thường chúng, nếu bạn đang gặp phải vấn đề như vậy, con số may mắn 1717 là một dấu hiệu, một điềm lành. Đó là một yếu tố dự báo cho sự thành công của mối quan hệ. Cuối cùng đã đến lúc bạn và người ấy của bạn nói về mọi thứ. Nó không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể làm cho mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn. Cái thiên thần của bạn muốn bạn mở rộng trái tim và trí óc của mình. Làm như vậy sẽ giúp bạn tìm được tri kỷ đích thực của mình. Chúng ta thường lãng phí nhiều thời gian và năng lượng cho những người không dành cho mình. Rốt cuộc, nhận ra tri kỷ của bạn không bao giờ là điều dễ dàng. Nếu bạn nhìn thấy con số 1717, bất cứ khi nào bạn đang nghĩ về người mình thích, thì câu trả lời là khá rõ ràng. Thiên thần của bạn muốn bạn đối mặt với nỗi sợ hãi và chấp nhận rủi ro. Có thể bạn bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi. Bạn sẽ bị người đó ruồng bỏ hoặc xa lánh. Mặc dù từ chối luôn luôn có thể xảy ra, nhưng chấp nhận cũng vậy. Bạn sẽ không thể biết liệu mình có thể giải quyết được mọi việc hay không nếu bạn không tiếp tục và cố gắng. Tiếp cận họ và cho họ biết cảm giác của bạn nếu bạn tiếp tục nhìn thấy 1717, nó có thể có nghĩa là hai điều sao cho tâm linh của bạn. Kiến thức tâm linh và sự giác ngộ. Nhờ sức mạnh của số 7, con số thiên thần này là bằng chứng cho thấy bạn khôn ngoan hơn tuổi của mình. Nhưng nó không chỉ là sự khôn ngoan mà bạn có được tư kinh nghiệm. Bạn cũng có kiến thức tâm linh sâu sắc. Thiên thần của bạn muốn bạn chia sẻ sự khôn ngoan của bạn với những người khác. Họ biết bạn đang kìm hãm sự bất an của mình đến mức nào. Hãy nhớ rằng, các thiên thần của bạn ở đây để hỗ trợ bạn khi bạn tiếp tục và chia sẻ kiến thức tâm linh của mình. Ngoài ra, con số may mắn này, đó chính là một con số giúp bạn bảo vệ tinh thần. Đây là một con số bảo vệ tâm linh. Điều này có thể thực hiện được nhờ hai số một của nó. Một con số liên quan đến sự bảo vệ tâm linh thay vì cố gắng tự mình giải quyết tất cả các vấn đề về tâm linh, hãy nói chuyện với một cố vấn, người sẽ cung cấp cho bạn tất cả các câu trả lời bạn cần. Và con số một, một con số tượng trưng cho cả sự biểu lộ và sự sáng tạo. Nói một cách đơn giản, cái tiên thần của bạn muốn cho bạn biết rằng bạn có khả năng tạo nên số phận của chính mình. Nhưng để điều này thành có thể, bạn phải chấp nhận rủi ro và đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Bạn cần thiền định và thực hiện một số khẳng định tích cực. Với sự trợ giúp của những công cụ và hành động này, bạn sẽ có thể mở ra những cánh cửa mới và tận hưởng những cơ hội mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Số một, gợi ý một chương mới ở phía trước của bạn. Nó cũng được liên kết với sự sáng tạo và độc lập. Nhờ ảnh hưởng của con số một, 1717, là dấu hiệu cho thấy rằng trí tưởng tượng của bạn sẽ sớm mở rộng cái thiên thần của bạn đang cho bạn động lực để thử những nỗ lực mới, cho dù nó liên quan đến các mối quan hệ hay sự nghiệp của bạn. Con số 7 tượng trưng cho kiến thức và sự giác ngộ. Để duy trì sự cân bằng tinh thần này, bạn cần phải thiền nhiều hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện trực giác của bạn, mà còn có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của tâm trí bạn. Các bạn có thể lắng nghe video về thiền chánh niệm của kênh để chia sẻ ở danh sách phát tại kênh trị liệu tâm trí cân bằng năng lượng để có thêm thông tin hữu ích. Kết hợp 1 và 7 hai lần sẽ giúp khuếch đại năng lượng của cả hai số. Tận dụng sức mạnh này và sử dụng nó làm lợi thế của bạn. Thiên thần số 17 là lời nhắc nhở để bạn tự tin và lạc quan hơn. Đừng bỏ cuộc. Vì cuối cùng bạn sẽ nhận được tình yêu và thành công xứng đáng. Vấn đề chỉ là tuân theo mục đích của bạn và duy trì sự bình yên bên trong bạn. Thiên thần số 7 là một thông điệp trấn ngang từ vũ trụ. Các thiên thần của bạn ở đây để giúp gắn kết cuộc sống của bạn. Họ biết bạn đang mơ lớn và sẵn sàng giúp bạn đạt được những khát vọng này. Các thiên thần của bạn muốn bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng. Có thể có những trở ngại trên đường đi, nhưng bạn sẽ vượt qua chúng với nhiều gan dạ và kiên trì. Các thiên thần của chúng ta rất kiên trì. Họ sẽ không bỏ cuộc chỉ vì chúng ta đã bỏ qua tin nhắn của họ và khi một cơ hội khác xuất hiện hãy nắm lấy nó thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại của Canh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.